mẹ nào không phải cho cần là không biết mấy rau này là gì đâu bạn. Mình nhiều khi nó mới giống rau cải mà rau cải. Nó giống cải mầm á. Đây bạn. Ôi. Quán rất là đẹp các bạn. Sau lưng mình là bạn thấy không, cái xe gỗ bạn thấy không? Đó, cái xe gỗ á. Nhìn rất là đẹp các bạn. Nói chung là cái xe này là nó quay được các bạn. Nè thấy không? Quay được thấy không? Đó. Nhiều thứ à. Bạn thấy không? Cái xe đẹp không? Nhưng ở đây là đều trang trí là cái xe các bạn. Các bạn thấy không? Xe trang trí nhà hàng rồi này nọ, nhìn nói chung mà rất là sạch sẽ đẹp đẽ. Mình rất là thích ăn trong nhà hàng Hồng Y các bạn. Trong này có cái món mà bún bò rất là ngon nha. Bún bò cũng ngon, tại bún bò trong Hồng Y này có huyết. Trong này là bún bò có huyết. Còn bánh canh thì bánh canh Tây Ninh rất là ngon đó rồi. Đây là đặc sản Trảng Bàng nè các bạn. Ngon. Thì đặc sản bên này là cái món này các bạn. Đây là món bò tơ rất là ngon rồi. Thì trong này có thịt heo rừng, nói chung là rất là nhiều món ngon. Và luộc củ chi hai người dùng là 242 rồi, một người có 150 à. Nói chung là trong nhà hàng này là bán cái gì cũng sẵn, cũng ngon đó. Rất là nhiều chi nhánh ở Sài Gòn này. Thì đặt đó món bánh canh Trảng Bàng đặc biệt nè. Cái món này rất là nhiều người ăn nữa các bạn. Ngày chỉ có 67.000 tô thôi đặc biệt á. Còn bánh canh bình thường là 50. Đấy mày, nói chung là menu khá là ngon. Ở đây có món giò móng cũng ngon lắm mày. Cái giò này nè, thì mình thấy rất là nhiều khách thích ăn bánh canh cái giò đó mày. Cái món chèo xanh đánh tôi thích của mình thì có 2-3 ngày thôi. Đây bạn, đây là phần bò củ chi hai người ăn các bạn, bò Tây Ninh á. Cũng như bánh tráng phơi xương nè. Đây là lạc rau rừng. À. Ăn với mắm. Đây là bánh tráng phơi xương nè, rất là mềm Tây Ninh á. Rất là ngon. Thì bỏ lên. Đó mình bỏ rau vô các bạn. Ở đây là rất là nhiều loại rau rừng các bạn thấy không? Đây. Cái rau này là mình không biết tên là gì hết đó, những rau tàn khô các bạn. Nhưng mà nhiều loại rau lắm. Bỏ vô thôi. Đây bạn. Rất là nhiều cây rau lạ nha các bạn. Nói chung là mình cứ mỗi cái mình bỏ vô cái. Rồi. Tụi mình nhấp bò đây nè bạn. Bò này rất là mềm, bò tô mà. Đây bạn. Nhìn đã lắm. Bỏ vô. Dưa leo vô. Đó. Đã thấy không? Nhìn hấp dẫn không? Tụi mình cuốn lại. Mình chấm với cái mắm này là ngon các bạn. Cái mắm này là giống mắm nêm mà vừa ngọt ăn mặn. Dễ ăn lắm, không mặn. Hồi qua mình ăn mấy con cạp nhện đó mình bị sưng họng các bạn ạ. Sưng rồi. Bây giờ mình nhai không được. Ngon. Nó thiệt đó nha. Ở trong này nhiều rau lắm. Là rau rừng đúng không? Bò tơ ở đây rất là mềm. Da cũng mềm luôn, thịt mềm lắm. Mà nước chấm ngon nữa.
Nói chung là để ăn mà bọt ở Sài Gòn này, không phải ở Củ Chi á, ở Sài Gòn này chỉ có nhà hàng Hòn Ti các bạn. Rất là nhiều chi nhánh hàng Hòn Ti ở Sài Gòn này mà rất là ngon. Ngon quá. Miếng rất là to nha không? Rất là to là mềm. Ngon quá. Cái da của nó không có dai nha, thịt bò thường da rất là dai mà. Cái miếng thịt bò đây không có dai nha, mềm lắm. Ăn rất là ngon. Cháo cũng thêm bún cũng được nè. Có bún luôn nè. Mình ăn bao mau luôn á, một người với 150 thôi. Phòng hai người là 250 thôi. Mà một dĩa thịt bò đầy ắp luôn á. Hôm qua mình ăn cái món bò cạp nó nhện, nó giờ cái miệng mình nó sưng luôn rồi. Đau miệng quá à. Đấy bạn, dĩa rau bự lắm các bạn. Đậu rừng nhìn sạch sẽ ngon lắm. Thì không gian quán ăn rất là sạch sẽ và sang trọng đó các bạn. Thì hiện tại mình ăn bên đường Cao Thắng các bạn. Nhà hàng Hòn Ti rất là nhiều chi nhánh, rất là sạch. Nhìn nó đẹp lắm. Nhiều loại rau mình không biết rau gì luôn các bạn. Này như rau này là thấy ngộ không? Đây nữa này. Nhìn lạ lắm các bạn. Đây là kẹ nè. Nhìn hấp dẫn lắm. Đây là bò, các bạn thấy bò không? Miếng này hôm nay to lắm, nhiều lắm bạn, rất là ngon. Đây là cái nước mắm này nè, rất là ngon nha. Bạn nào muốn ăn nữa là bỏ ớt vô, bỏ ớt vô nó cay cay nha các bạn. Ở đây nè, cho mình trộn lên. Thì cái nước chấm này là rất là ngon, chấm với bò tơ là hết sảy luôn á, ăn cực kỳ ngon. Giờ mình sẽ cuốn thêm cải nữa nè. Đây. Lựa rau à, bỏ nhẹ vô nè đó, bỏ rau cải vô nè, rau này vô nè. Tại vì mấy lần rau này là rau rừng các bạn, bạn nào có dính rừng á mới biết được. Còn ngồi đây là bạn nào không phải dính rừng không biết mấy rau này là gì đâu bạn ơi. Nhiều khi nó mới giống rau cải mà, rau cải nó giống cải mầm á các bạn. Ôi đây nó đã luôn. Giờ lấy không gian quán của mình xung quanh để nhìn đi, rất là đẹp nha, cái xe cổ các bạn thấy không. Nói chung là nhiều bạn chửi mình ăn chấm vô trong này luôn, giờ mình phải múc ra chén riêng các bạn. Đây là chén riêng ăn nè. Bên này có nước mắm chấm thì nó là mắm ngọt các bạn. Nhưng mà mình thích ăn mắm này hơn các bạn. Mắm đêm này ngon hơn. Nè, giờ mình múc riêng lên ăn nè. Chưa thấy nước chấm là ngon, nước chấm này luôn à. Ngon cực kỳ quá.
thì bạn về muốn ăn bánh canh mà Tây Ninh á thì ăn Hồ Tây hoặc là bò tô Tây Ninh. Bò tô này rất là ngon mà giá tiền hợp lý nữa, chứ không chẳng lẽ phải chạy xuống Củ Chi bạn rất là xa. Thì nhà hàng đồ ăn này rất là sạch sẽ và không gian ngoài sang trọng và mát mẻ với lạnh nữa. Nói chung là vô nhà hàng Hồ Tây ngồi ăn bò tô Củ Chi ra là mình cũng thích ăn cái món này các bạn. Chè đậu xanh là chè xanh tánh, nói chung là mình rất là thích ăn chè đậu xanh. Nói chung là cái món nào mà liên quan tới đậu xanh là mình rất là thích, ví dụ như là xôi đậu xanh, chè đậu xanh, bánh đậu xanh đó. Nói chung là liên quan gì tới đậu xanh là rất là ngon. Thì mình không hiểu là cái món đậu xanh đó, cái hạt đậu xanh đó là cái hạt mà gọi là mình thấy là ngon nhất từ trước đến giờ, là hầu như làm món nào cũng ngon. Rồi ăn bò tơ xong ăn chè đậu xanh là hết sảy luôn. Mình thích lắm. Đây có thêm cái hạt hôm xưa đó. Cái chè đậu xanh này hình như có 20-30 ngàn rồi. Ngon quá. Ok các bạn, thôi giống là cảm ơn các bạn xem em rất là nhiều. Thì nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, nhớ like, chia sẻ nữa. Mình sẽ review cho bạn quán khác ngon hơn, món ăn khác sang trọng hơn nữa. Ok, giờ đến tiền các bạn. Thấy các bạn, với 277 ngàn thôi. 277 ngàn thôi các bạn. Rẻ quá trời rẻ luôn. Trong đây hai người á.